Sáng nay 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Huỳnh Văn Nén, sinh năm 1962, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã qua đời tại thành phố Vũng Tàu do bệnh lý. Ông Huỳnh Văn Nén thường được gọi là người tù thế kỷ, duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang hai án oan về tội giết người. Theo ông Nguyễn Thận, người giúp sức giải oan cho ông Huỳnh Văn Nén, ông Nén đã qua đời tại Bà Rịa, Vũng Tàu và đang được gia đình đưa về quê Bình Thuận lo hậu sự. Trước đó, ông Nén được đưa vào bệnh viện tại thành phố Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do viêm gan, viêm phổi. Đến 8 giờ ngày 13 tháng 9, ông Nén đã chút hơi thở cuối cùng. Cũng theo ông Thận, thời điểm ông Nén qua đời, gia đình không có ở bên cạnh. Cơ quan chức năng đã liên hệ vợ con tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để đến làm thủ tục nhận thi thể. Được biết, ông Huỳnh Văn Nén mang hai án oan là vụ án vườn điều và vụ án giết bà Bông đều xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau 17 năm tù oan, ông Nén đã được minh oan và trả tự do. Cơ quan chức năng liên quan đã xin lỗi công khai và bồi thường cho ông Nén một khoản tiền. Trong hành trình minh oan của mình, ông Nén cũng như gia đình đã được ông Nguyễn Thận giúp đỡ đi tìm công lý.